Quách Kiến Hoa Lâm Tâm Như. Đám cưới của Quách Kiến Hoa và Lâm Tâm Như năm 2016 đã từng gây tranh cãi lớn khi chú rể trong hôn lễ không một lần nở nụ cười, giống như anh bị ép phải cưới cung phi vậy. Cũng từ đó, những tin tức về trục trặc hôn nhân của Quách Kiến Hoa Lâm Tâm Như nhiều vô kể, dù có công bố phủ nhận nhưng không lâu sau đó tin ly hôn lại xuất hiện. Mới đây Quách Kiến Hoa cùng Lâm Tâm Như lại bị đồn đã xong xuôi các thủ tục ly hôn và tài tử Hoa Thiên Cốt phải trợ cấp nuôi con 100 triệu đài tệ mỗi tháng khoảng 70 tỷ đồng, dù trước đó không lâu họ vừa chụp hình đi chơi với người chơi bè. Quỳnh Hiểu Minh Angela Barbie. Sau hơn một năm suốt ngày show ân ái khiến công chúng chán ngán, Quỳnh Hiểu Minh Angela Barbie chuyển sang cuộc sống bí mật tiếng và ít khi tương tác trên mạng làng mạc hội cũng như cùng nhau xuất hiện tại các sự kiện, đưa con trai đi chơi. Chính vì không còn làm màu nữa, cặp đôi được cho là đã ly hôn với hàng loạt lý do như ngoại tình, Quỳnh Hiểu Minh trốn thuế với một khoản tiền rất lớn khiến Angela Barbie phải bỏ của chạy lấy người. Cũng giống như Quách Kiến Hoa Lâm Tâm Như, sau nhiều lần phủ nhận không thành thì cả Quỳnh Hiểu Minh và Angela Barbie cũng chẳng công bố nữa. Triệu Lệ Dĩnh Phùng Thiệu Phong. Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong thế hệ kết hôn được một năm, họ có một con trai đáng yêu và kháo khỉnh. Cuộc sống của Dĩnh Phong khá bí mật tiếng cũng dễ dãi tạo điều kiện cho những tin đồn ly hôn phát triển. Tuy nhiên Triệu Lệ Dĩnh cùng Phùng Thiệu Phong rất ít khi để tâm đến những tin đồn đó, họ vẫn sống hạnh phúc và còn chúc mừng mỗi khi đến sinh nhật của đối phương. Tuần trước là sinh nhật Triệu Lệ Dĩnh, dù không căng đúng không giờ để chúc mừng nhưng lời chúc dễ chơi của Phùng Thiệu Phong cũng đủ để xóa tan tin đồn ly hôn. Dương Mịch Lưu Khải Huy. Những idol đã đến cuộc hôn nhân của Dương Mịch Lưu Khải Huy thì sẽ thấy rõ ràng sau khi cô con gái Tiểu Nhu Mễ chào đời năm 2014 thì mức độ tương tác của cặp đôi cũng giảm xuống đáng kể. Dương Mịch lập cặp trở lại showbiz sau 3 tháng sinh con, cặp đôi cũng từ đó đương đầu với không ít tin đồn ly hôn. Cả Dương Mịch và Lưu Khải Huy đều bị đồn ngoại tình, phiên bản thân Dương Mịch cũng dướng nhiều phốt như bỏ bê con cái, xích mích với bố mẹ, gần gũi quá mức với các người chơi diễn nam. Và đó chính là những lý do khiến tin đồn ly hôn xuất hiện. Cuối năm ngoái, cuối cùng Huy Mịch cũng đã ly hôn dù trước đó một ngày Dương Mịch còn phủ nhận tin đã đường ai nấy đi. Phạm Băng Băng Lý Thần. Phạm Băng Băng và Lý Thần từ khi công khai hẹn hò năm 2015 đã gây ra tranh cãi lớn vì những ồn ào xung quanh chuyện tình cảm của họ, cặp đôi cũng bị đồn chia tay nhiều lần. Nhưng đến năm ngoái khi Phạm Băng Băng dướng can đăng trốn thuế thì tin đồn chia tay lại nhiều hơn, Lý Thần được cho là bỏ của chạy lấy người vì can đăng của người chơi gái có tầm ảnh hưởng quá lớn. Rồi chuyện tình của Băng Thần cũng giống Huy Mịch, cuối cùng cũng đã chia ly theo đúng như những tin đồn trước đó. Tạ Đình Phong Dương Phi. Những năm đầu thập niên 2000, Tạ Đình Phong và Dương Phi từng hẹn hò và có nhiều lần tan hợp, cuối cùng họ không thể tiến đến hôn nhân như mọi người vẫn nghĩ. Đến năm 2014, Tạ Đình Phong đã ly hôn Trương Bá Chi, Dương Phi cũng xong xuôi cuộc hôn nhân với Lý Á Bằng, họ đã có cuộc tái hợp thế kỷ. Sau khi tái hợp, cặp Phong Phi cũng nhiều lần bị đồn chia tay, tuy nhiên họ vẫn biểu hiện tình cảm bền chặt và hạnh phúc của mình dù không cần kết hôn.